Nụ cười của bạn rất đẹp, để lại ấn tượng lâu dài trong trái tim của mọi người. Nụ cười của bạn thể hiện rất rõ ràng trái tim nhân hậu, vẻ đẹp nội tâm của bạn. Khi mọi người nhìn thấy bạn cười, mọi người cảm thấy rằng rất ấm áp, dễ chịu và mang lại cảm giác rất bình yên. Bởi vì nụ cười của bạn tỏa ra tình yêu dồi dào vô tận sẵn có bên trong bạn, thể hiện sự cam kết trong việc nỗ lực không ngừng, hỗ trợ tích cực cho những người xung quanh bạn, ngày càng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Những hành động tích cực bạn đã làm, những điều tốt đẹp bạn làm cho những người xung quanh và cho cuộc đời này, thể hiện rất rõ ràng qua năng lượng của nụ cười của bạn. Hãy tích cực trao dồi vẻ đẹp nội tâm, trái tim nhân hậu của mình, bởi vì đó chính là ngọn hải đăng ánh sáng và tình yêu, không chỉ soi sáng con đường của bạn, mà còn soi sáng cho con đường những người xung quanh bạn ngày càng phát triển tích cực, phát triển khả năng tự nhận thức, nhận ra rằng bên trong mỗi chúng ta đều có tình yêu, ánh sáng và trí tuệ. Mọi người sẽ ý thức rằng trở thành một ngọn hải đăng ánh sáng, và khi rất nhiều những ngọn hải đăng ánh sáng, tình yêu cộng hưởng năng lượng với nhau sẽ tạo ra hiệu ứng gợn sóng năng lượng tích cực, làm cho hành tinh trái đất này ngày càng tốt đẹp hơn, làm cho cuộc đời này ngày càng tốt đẹp hơn. Quốc Anh nguyện cầu vô số phước lành đến với bạn.